Thưa sư, mong sư hoan hỷ giải đáp. Khi mình đảnh lễ chư tăng mà chư tăng không biết mình đảnh lễ, thì phước báo tạo ra có tương đương như việc chư tăng biết mình đảnh lễ không, và có giới hạn về phạm vi đảnh lễ hay không. Như có chuyện một vị hướng về phía Tây để đảnh lễ một vị thiền sư đang thuyết pháp ở Ấn Độ, thì phước vị ấy có được như một người trực tiếp đứng trước mặt vị thiền sư ấy để đảnh lễ không? Thứ nhất là sư không thấy có ghi chép gì về việc so sánh hai cái so sánh này. Mà theo kinh thì nó không khác nhau, với điều kiện là tâm của mình nó không khác nhau. Tức là bây giờ mình đứng trước mặt vị đó, mình đảnh lễ với tâm như thế nào, thì mình ở xa mình đảnh lễ cũng với tâm như thế ấy, thì nó không khác nhau. Tức là sự khác biệt ở đây nó không phụ thuộc vào người được đảnh lễ, mà nó phụ thuộc vào mình, tức là tâm của mình. Nhưng mà bây giờ mình là phàm phu thì lý thuyết nói thì nói vậy thôi, chứ thực tế là mình gặp trực tiếp, cái tâm của mình nó hoan hỷ hơn, tâm của mình nó mạnh mẽ hơn. Cho nên khi mà mình đảnh lễ trực tiếp, tâm của mình nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều, từ đó nó cho ra cái quả báo lớn hơn. Còn khi mà mình ở xa, mình đảnh lễ thì nó, cái tâm của mình nó không có được sự xúc động như khi mình gặp trực tiếp. Thành ra là cái phước của mình nó hạn chế. Sự hạn chế ở đây không phải là đối tượng được đảnh lễ biết hay không biết, mà do tâm của mình nó như thế nào.